Sau khi tiêm xong, người dùng có thể kiểm tra chứng nhận tiêm chủng bằng cách bấm chọn vào biểu tượng chứng nhận tiêm chủng tại màn hình trang chủ của ứng dụng. Với sổ sức khỏe điện tử, người dùng sẽ có một mã QR code để chứng nhận bạn đã tiêm vaccine COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.